Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng đã đến với kênh YouTube Phương Đông Mô Tô của chúng mình. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho mọi người cách thay đổi thời gian trên bảng đồng hồ của xe điện Yamaha Neos. Và hiện tại thì tất cả các phiên bản màu sắc của dòng xe điện này đang có mặt đầy đủ tại Phương Đông Mô Tô. Anh chị em nào ở khu vực Hải Phòng có nhu cầu muốn sở hữu thì nhớ ghé qua cửa hàng của chúng mình nha. Địa chỉ của Phương Đông Mô Tô đang có tại 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm giá bán, bảo hành, khuyến mại, mọi người vui lòng liên hệ đến hotline của bên mình 0812 559 155 có Zalo để hỗ trợ nha. Xe điện Yamaha Neos được trang bị một màn hình điện tử dạng LCD giúp hiển thị đầy đủ tất cả các thông số của xe khi làm việc. Và để tương tác với bảng đồng hồ này thì chúng ta sẽ sử dụng một phím bấm duy nhất. Phím bấm này thì được bố trí ở ngay phía dưới của bảng đồng hồ chính. Mình gọi cái phím này là push mọi người nha. Để thay đổi được thời gian trên bảng đồng hồ này thì đầu tiên mọi người hãy khởi động chiếc xe lên. Khi xe đã sẵn sàng thì hãy bấm thêm nút run ở phía cùng phải của tay lái. Lúc này ở trên bảng đồng hồ sẽ hiện ra thời gian. Để thay đổi được thời gian thì mọi người sẽ bấm giữ nút push một lần. Khi số giờ nhấp nháy thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi số giờ bằng cách ấn nhả liên tục cái nút push này. Khi số giờ đã đúng với mong muốn thì mọi người sẽ bấm giữ nút push thêm một lần nữa. Số phút nhấp nháy thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi số phút bằng cách nhấn nhả cái nút push này. Khi số phút đã đúng với thực tế thì mọi người sẽ bấm giữ nút push thêm một lần nữa để khóa cái tính năng thay đổi thời gian. Vậy là mình vừa hoàn thành xong cái quá trình thay đổi thời gian trên bảng đồng hồ của xe điện Yamaha Neos. Anh chị em trong quá trình thao tác mà có bất kỳ cái vấn đề gì khó khăn thì hãy để lại ở phần bình luận của video nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp và hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể. Hoặc nếu như mọi người cần gấp thì có thể liên hệ đến hotline của bên mình 0812 559 155 có Zalo để hỗ trợ nha. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.